Chúng tôi là Trọng Thắng, xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là phần tin Hoa Kỳ ngay sau đây. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng tenly Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, Bản tin cập nhật trong ngày hôm nay mới nhận được từ tiểu bang Tennessee nói về một vụ xả súng tại trường tiểu học Nashville khiến cho ba trẻ em và ba người lớn bị thiệt mạng. Thông tấn xã CNN đưa tin trong ngày hôm nay 27 tháng 3 dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho hay có ít nhất là 3 trẻ em và 3 người lớn đã bị thiệt mạng sau vụ xả súng trong ngày thứ hai 27 tháng 3 tại trường tiểu học Covenant School. Đây là một trường tiểu học tư thục theo đạo cơ đốc giáo ở Nashville, Tennessee, dạy từ mẫu giáo cho đến lớp 6 nhà chức trách cho biết hung thủ đã được xác định là một người phụ nữ 28 tuổi ở Nashville và người phụ nữ này cũng đã bị thiệt mạng trong cuộc đọ súng với cảnh sát. Danh tánh và động cơ của kẻ sát nhân vẫn chưa được xác nhận. Đại diện của tiểu bang Tennessee, ông Bob Freeman cho biết ông đã rơi nước mắt sau khi ông xem video quay cảnh những đứa trẻ được hộ tống ra khỏi trường Covenant sau một vụ xả súng ở trường học khiến cho 6 người bị thiệt mạng. Ông Freeman nói với đài CNN trong một cuộc phỏng vấn vào chiều ngày thứ hai cho biết rằng ông đã nhận được các cuộc gọi từ các bậc cha mẹ quan tâm hỏi về thông tin chi tiết và cập nhật về con cái của họ ông nói chúng tôi sẽ có câu trả lời chúng tôi sẽ tiến về phía trước để tin rằng điều này sẽ không thể nào xảy ra một lần nữa chúng ta cần phải tin tưởng rằng những đứa trẻ của chúng ta được an toàn quý vị đưa con tới trường và muốn đón con vào cuối ngày và mong muốn nhà trường và hệ thống trường học giữ an toàn cho con em. Đó là một tiêu chuẩn khá thấp để mong đợi từ hệ thống trường học và chúng tôi phải làm tốt hơn. Ông Freeman cho biết là ông có ba đứa con trong độ tuổi đi học tại trường Covenant School. Ông nói, có khả năng rất cao là một trong những người bạn hoặc là người quen của con tôi cũng là một trong những người bị thương hoặc là đã chết ông kêu gọi hành động để chống lại các vụ xả súng trong trường học nhưng cho biết rằng các viên chức của tiểu bang không đủ can đảm để làm điều đó ông nói các quốc gia khác đã có những tác động đáng kể đến những vụ bạo lực súng đạn và có những phương thức mà chúng ta nên đi theo sau qua bản tin cho biết là một kiến nghị để cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xét xử về vụ kiện cựu Tổng thống Donald Trump. Theo thông tức xã CNN cho biết là Chủ tịch Ủy ban Giám sát tại Hạ viện là hạ nghị sĩ Cộng hòa ông James Comer cho rằng cuộc điều tra của công tố viên quận Manhattan ông Alvin Bragg đối với cựu Tổng thống Donald Trump nên được để cho cơ quan điều tra liên bang giải quyết và nếu như ông Trump có tội thì Bộ Tư pháp sẽ là một cơ quan tiếp tục đứng ra xét xử Phát biểu trên đài truyền hình CNN Hạ nghị sĩ Comer cho rằng Công tố viên Pratt đang điều tra một cựu Tổng thống đồng thời là một ứng viên của chức vụ Tổng thống trong năm 2024 người đang là đối tượng của một số cuộc điều tra cấp liên bang Khi cuộc điều tra này được tiến hành nó có thể nảy sinh về một số vấn đề nằm ngoài thẩm quyền của văn phòng công tố viên cấp quận. Do đó, văn phòng công tố viên Manhattan chỉ nên tập trung vào tình hình tội phạm tại New York. Trước đó thì ông Comer và hai nghị sĩ Cộng hòa khác đó là ông Jim Jordan và ông Brian Steele đã gửi thư đến công tố viên Pratt và đề nghị ông đến điều trần tại quốc hội cũng như là nộp tất cả các văn bản liên quan tới cuộc điều tra của cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên văn phòng của ông Pratt đã từ chối lời đề nghị này. Cựu tổng thống Donald Trump hồi tuần trước cũng đã tung tin là ông có thể bị bắt giữ trong tuần qua vì những cáo buộc liên quan đến khoản tiền để mua sự im lặng của một ngôi sao phim khiêu dâm. Cuối tuần qua thì ông Trump lại tuyên bố với báo giới rằng có thể văn phòng của công tố viên Alvin Bragg đã quyết định là ngừng lại vụ việc. Trong một diễn biến khác, thì công tố viên Park đã nhận được một lá thư đe dọa với một lớp bột màu trắng nhưng khẳng định văn phòng của ông sẽ tiếp tục thực thi luật pháp một cách công bằng. Sau có bản tin cho biết là Tổng thống Joe Biden ban bố tình trạng khẩn cấp vì lốc xoáy tại tiểu bang Mississippi. Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tiểu bang Mississippi ngay sau khi một cơn bão mạnh quét qua tiểu bang này khiến cho ít nhất là 25 người bị thiệt mạng. Theo một thông báo từ tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu cung cấp cứu trợ liên bang để hỗ trợ cho chính quyền của tiểu bang Mississippi, các bộ tộc và các địa phương để có thể khắc phục được hậu quả của các cơn bão ở những khu vực chịu ảnh hưởng. Ngân sách hỗ trợ sẽ được phân bổ cho những người dân chịu ảnh hưởng của bão tại các quận Carroll, Humphrey, Monroe và Shirky. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục đào bới những đống đổ nát để tìm kiếm những người bị mất tích trong hàng trăm ngôi nhà bị tàn phá sau khi cơn bão quét qua tiểu bang này vào tối ngày 24 tỷ tháng 3. Bên cạnh 25 nạn nhân ở Mississippi, cơn bão tố cũng đã khiến cho một người ở Alabama bị thiệt mạng. Theo nhà khí tượng học Nicolas Price từ Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia ở Jackson, Mississippi cho hay, cơn bão kéo theo lốc xoáy hoành hành trong vòng 1 giờ đồng hồ, di chuyển trên một đoạn đường khoảng 274 km. Thị trấn Rolling Fork có khoảng chừng 1.900 người dân ở phía tây của tiểu bang Mississippi đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi có ít nhất là 12 người bị thiệt mạng và nhiều nhà cửa bị đổ sập, cây cối bị bật gốc nhiều xe cổ bị hư hỏng, trong khi đó đài phun nước của thị trấn bị cơn bão vặn xoắn, đổ gục trên mặt đất. Thị trưởng của thành phố Silver, ông Tate Reeve, đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong ngày 25 tháng 3 tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Trung tâm dự báo bão thuộc cơ quan dịch vụ thời tiết quốc gia đã cảnh báo trong ngày 26 tháng 3, một số vùng ở Mississippi và Alabama có thể phải chịu đựng gió mạnh, mưa đá và lốc xoáy trong khi đó theo dữ liệu trên trang mạng theo dõi tình hình điện lưới powerorange.us tính cho đến đêm ngày 25 tháng 3 có khoảng 26.000 khách hàng ở Mississippi, Alabama và Tennessee không có điện sử dụng vì ảnh hưởng của cơn bão. Tòa bạch Úc thông báo tiểu bang Mississippi đã thiết lập 3 trạm trú ẩn khẩn cấp, trong đó có một địa điểm tại kho vũ khí của lực lượng vệ binh quốc gia tại thị trấn Rolling Fork. Giám đốc của cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia FEMA là Dean Criswell cũng đã đến Mississippi để thị sát về tình hình này. Sắp có bản tin liên quan đến một cuộc thăm dò và các chuyên gia dự báo về nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bị suy thoái và lạm phát vượt mục tiêu theo kết quả của một cuộc thăm dò định kỳ của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia của Hoa Kỳ, còn gọi là NABI. Đa số các chuyên gia kinh tế dự báo rằng nước Mỹ sẽ bước vào một cuộc suy thoái trong năm nay và đối mặt với lạm phát cao kéo dài cho đến năm 2024. Hơn 2 phần 3 người được hỏi dự báo lạm phát sẽ vượt mức 4% vào cuối năm nay. Cuộc thăm dò nói trên tổng hợp các câu trả lời của 217 thành viên của Hiệp hội và được tiến hành trong thời gian từ ngày 2 cho đến ngày 10 tới tháng 3 vừa qua. Ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ Fed đã nâng lãi suất thêm tổng cộng là 4.75 điểm phần trăm để kiềm chế lạm phát, vốn năm ngoái đã ở mức cao nhất chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 2 vừa qua đã tăng chậm lại xuống tới mức 6% tuy nhiên vẫn cao hơn là mục tiêu 2% mà cơ quan Fed đặt ra. Chủ tịch của hiệp hội NFP là bà Julia Coronado cho hay giữa những dự báo kinh tế u ám cũng có một số tín hiệu tích cực khi chỉ có 5% người được hỏi cho rằng Hoa Kỳ đang ở giữa của một cuộc suy thoái thấp hơn nhiều so với con số 19% So với con số 19% những người đã suy nghĩ như vậy trong một cuộc thăm dò trước đó, các chuyên gia kinh tế cũng đã tăng nhẹ dự báo là quỹ dự trữ liên bang sẽ hạ cánh mềm, tức là giảm lạm phát trong khi tránh được suy thoái. Một số người dự báo điều này là 27% trong một cuộc thăm dò hồi tháng 8 năm ngoái đã tăng lên 30% trong cuộc thăm dò hồi tháng 3. Sang qua Los Angeles, bản tin tiếp nối cho biết là một hành khách đã mở cửa thoát hiểm của máy bay và trượt ra khỏi phi cơ khi chuẩn bị cất cánh. Thông tấn xã CNN dẫn nguồn tin từ cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ cho biết rằng sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu 1714 của hãng hàng không Delta Airlines trong ngày hôm qua 26 tháng 3 vào lúc 10 giờ 40 phút sáng theo giờ địa phương khi chiếc máy bay này đang chuẩn bị cất cánh tại phi trường quốc tế Los Angeles. Cơ quan hàng không liên bang cho biết rằng chiếc máy bay Boeing 737 đang chuẩn bị cất cánh trên phi đạo thì một nam hành khách đã chạy đến cửa thoát hiểm vặn chốt và trượt ra khỏi máy bay sau khi kích hoạt cầu trượt thoát hiểm khẩn cấp. Nhân viên của hãng Delta Airlines đã khống chế hành khách nói trên trước khi giao cho cơ quan thực thi pháp luật. Nhà chức trách hiện nay vẫn tiếp tục giam giữ hành khách này để điều tra làm rõ. Sau đó thì cảnh sát trưởng Carla Rodriguez nói với thông tấn xã AP rằng người đàn ông này đã được chuyển tới một bệnh viện tại địa phương để đánh giá tâm thần. Sự việc nói trên đã gây ảnh hưởng tới những hành khách khác đi trên cùng chuyến bay Delta 1714, họ đã phải chuyển sang một chiếc máy bay khác và lịch trình bay bị chậm trễ. Hiện nay thì cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ đang điều tra về sự việc. Tiếp nối là bản tin cho biết là một bé một tuổi bị bỏ lại ở mép sông biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Theo một video do camera giám sát ghi lại trong tuần trước cho thấy rằng một người đàn ông mang theo một bé trai người Guatemala từ lãnh thổ của Mexico vượt qua hàng rào biên giới ở mép sông Colorado thuộc Arizona của Hoa Kỳ. Anh này sau đó đã đặt cậu bé ngay bên cạnh mép nước rồi nhảy xuống sông để bơi về phía Mexico. Cậu bé đã đứng dậy, lẫm chấm bước đi trên bờ sông, có nguy cơ sẽ bị ngã xuống nước. Một sĩ quan biên phòng của Hoa Kỳ đã phát hiện ra được cậu bé và nhanh chóng lái xe đến. Lãnh đạo biên phòng của Hoa Kỳ là ông Raul Ortiz đã chia sẻ chiếc video này trên Twitter, nhưng không thể hiện khoảng khắc cậu bé đi dọc bờ sông, dường như là tránh gây cảm xúc tiêu cực ông đã lên án hành vi buôn người qua biên giới và ca ngợi hành động kịp thời của sĩ quan biên phòng Ông Ortiz cho biết rằng nhờ phản ứng nhanh chóng từ nhân viên tuần tra của chúng tôi, thảm kịch này đã được ngăn chặn. Đăng kèm bức ảnh cậu bé hiện nay đã được an toàn trong vòng tay của sĩ quan biên phòng. Kể từ tháng 10 năm 2022, cơ quan hải quan và biên phòng CBP đã phát hiện hơn 58.000 trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm được đưa vào biên giới của Hoa Kỳ. Hồi tháng 12 năm ngoái thì cơ quan CBP ghi nhận một mức kỷ lục gần 252.000 trường hợp vượt biên từ Mexico vào Hoa Kỳ nhưng đã giảm xuống chỉ còn hơn 128.000 người hồi tháng 2 vừa qua. Làn sóng người vượt biên từ Mexico vào Hoa Kỳ khiến cho Đảng Cộng hòa liên tục yêu cầu Tổng thống Biden có một biện pháp bảo đảm an ninh biên giới tốt hơn. Ông Biden có thể khôi phục biện pháp Tạm giữ các gia đình vượt biên trái phép trong trung tâm tị nạn sau khi chấm dứt hoạt động này từ năm 2021 vì áp lực từ các thành viên của Đảng dân chủ.